Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án PKD Pets Kingdom dự án Row 2 nhé. Để tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu cho mình. Ok, sau khi vào đây thì bấm start cho mình. Rồi sau đấy sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên này cho mình này. Ở đây nó sẽ có các nhiệm vụ nhé. Đầu tiên là mọi người follow vào kênh Telegram này, Twitter này. Bấm join cho mình. Ok. Quay lại. Mọi người join vào kênh các kênh Telegram cho mình. Rồi đã join đúng không? Đây kênh Telegram nữa này, kênh Twitter. Từ từ. Join vào kênh Telegram tiếp tục này. Ở đây mình đã join rồi. Rồi quay trở lại. Tiếp tục follow Twitter này. Ở đây mình cũng follow rồi. Rồi quay trở lại. Follow Twitter, like và retweet tag 5 người bạn. Bây giờ bấm next step cho mình nhé. Rồi, ở đây follow Twitter cho mình này. Ok, quay trở lại. Mọi người nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Rồi. Tiếp theo. Ở đây mọi người bấm vào bài tweet này, mọi người like, retweet và tag 5 người bạn cho mình nhé. Sau đấy copy cái link retweet mọi người gửi vào đây. Bấm vào Twitter này. Mọi người like này. Sau đó retweet bài đăng này này. Bấm vào avatar, bấm vào account này, gắn thẻ 5 người bạn cho mình nhé. Ok, sau đây bấm tweet lại cho mình. Sau khi tweet lại có chữ xem ở dưới này thì mọi người sẽ bấm vào. Sau đây copy cái lại cái link này cho mình nhá. Đây bấm sao chép này. Rồi quay trở lại Telegram, mọi người sẽ gửi cái link vào đây. Ok. Tiếp theo địa chỉ ví, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình nhá. Ở đây mọi người sẽ vào ví Trust Wallet này hoặc là ví MetaMask của mọi người. Sau đây bấm vào đây. Tiếp theo bấm vào một là địa chỉ ví ETH này, hai địa chỉ ví BSC, hai địa chỉ này nó giống nhau nhá, nên mọi người sẽ bấm copy một trong hai. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây, vào Telegram. Ok. Ở đây bấm vào submit cho mình. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ở đây mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè, người thân kiếm thêm token này nhé. Dự án này mọi người sẽ nhận, may mắn sẽ nhận được là 100 token PKD này nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Pets Kingdom, dự án Row 2. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.